Để làm cái món canh bồi, một trong những cái món ăn truyền thống của người bản địa, người Stiêng và người Mân Ông, thì người ta cũng cần phải ngâm gạo trước khoảng 30 phút đến 1 tiếng đồng hồ. Ngâm gạo sau đó thì mình sẽ cho gạo ra cối để mình giã. Với nhau là À, gạo sẽ được giã cùng với lại một cái loại lá. Theo người địa phương gọi là cái ha nhau, ha nhau đúng không ạ? Anh xin nói lại cho mình. là nhau cái lá nhau Lá nhau, mình lấy bao nhiêu lá anh nhỉ? bốn năm lá Mình lấy 4 5 lá. Đây là lá đã được phơi khô. Cái lá này thì theo người Stiêng, người Mân Ông kể lại thì cái lá này nó sẽ giã cùng gạo để nó tạo ra vị ngọt thay cho bột ngọt đúng không anh? À, cái lá này sẽ thay cho bột ngọt đây. Đây là lá nhau. Lá nhau sẽ thay cho vị của bột ngọt. Sau đó gạo với lại lá nhau là một trong các cái lá cây rừng ở Bù Gia Mập sẽ được cho ra cối để mình giã thành bột. Để ăn món này cũng rất công phu đây. Cái cối này anh làm bằng gỗ luôn à? Hay là bằng cái cây dừa hay cây đắk? Cái tâm dốc. không cây 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 cania À, cây cơ nia, cối làm được bằng gỗ cây cơ nia. cây cania À, gỗ rất là cứng đúng không? cania hoặc là cây sao Cây cơ nia với cây sao gỗ cứng mới được. Chày cũng thế à? chơi là cây cày Ừ. cây cây cania đó Chày bằng cây cơ nia. Mình lại tiếp tục gặp anh Điểu Tơn trong cái món ăn món canh bồi của người Stiêng, người Mân Âm. Cối này đang cối nhỏ, nếu mà cối to thì đứng lên giã sẽ nhanh hơn đúng không anh? Ngày xưa cối to thì nhịp chày trên sóc bom bo giã gạo nuôi quân. Để chút để bọc nước này, bắt nước này. Bắt nước sôi liền. Mình sẽ phải đun cái nước cho nó sôi lên trước đi ạ. Đun cái nước để cho nó sôi lên trước. Xong rồi tí mới giã gạo bỏ vào đúng không ạ? Bỏ cái là mướp trước, à. Trương trước. Xin hai bỏ là gạo. Mình sẽ thổi bếp cho nó cháy lên ạ. Nguyên liệu để làm cái món canh bồi này thì có nhiều cái cách nấu khác nhau. Nhưng mà nguyên liệu chính của nó là cái bột gạo với lại lá nhau là tạo ra cái món đặc trưng của cái món canh bồi ở đây. Trong các cái món canh bồi thì có một cái món nữa là người ta sẽ dùng cái lá nhíp giả. Lá nhíp hay còn gọi là lá piếp, ha piếp. Người ta sẽ lấy những cái lá mà không già quá và không non quá. Tuy nhiên thì hôm nay chúng tôi sẽ không nấu bằng lá nhíp giả mà chúng tôi sẽ nấu bằng cái lá mướp, cũng là một trong cái đọt mướp mà người ta trồng ở dãy. Đọt mướp nó cũng rất là thơm và nó giòn. Để cho cái món ăn nó thêm sinh động hơn nữa thì mình lên chuẩn bị thêm một ít sườn, mình chuẩn bị thêm một ít sườn non nữa để cho vào cái món canh bồi thì nó sẽ hấp dẫn hơn rất là nhiều. Mình sẽ chuẩn bị thêm ít sườn non nữa để trụng qua nước sôi đi ạ.
cái quả bầu tí mình có cho quả bầu vào nữa không anh nhỉ? Không cho bầu nữa hả? Bầu thì cứ nhiều quá. Cho bầu vào cũng được đúng không? Không được. Cũng được nhưng mà sợ ăn không hết à? Thế thì cho một ít vào cho nó ngon. Cái gạo mới để cái này mình dã khi nào mình biết mới xong. Nhuyễn á, già cho nhuyễn. À lúc nào nó nhuyễn mới được. Sau khi cái lá với này cái gạo mà dã với nhau chung ấy thì thấy nó có cái vị, có cái màu đen đen nhỉ? Đen đen. Cái lá này có mùi thơm đặc trưng gì không hay là nó chỉ tạo lên vị ngọt thôi ạ? À? Nó thơm lại ngọt. Cho cái lá nhau vào nó sẽ thơm và ngọt. Cái lá này không thể thiếu trong cái món canh bồi của người Stiêng ạ. Cái món lá nhau này. Lá nhau nhưng mà phải dã cùng với gạo nha các bạn. Bây giờ cho nhuyễn ạ. Dã càng nhuyễn thì nó càng ngon. Dã gạo này chắc cũng phải mất đến 5 đến 10 phút đấy nhỉ? 15-20 phút ạ. Vậy để chế biến cái món canh bồi này thì chắc cũng phải mất đến 30 phút đấy nhỉ? Vừa dã gạo mình sẽ vừa đun nước để cho nó sôi. Xương thì mình đang trụng qua nước sôi. Nếu mà tí nữa mình có thể đun sôi lên một tí cũng được. Rồi mình ra mình xem là cái gạo đã được chưa nhá. Chia sẻ của anh cái gạo như thế nào thì nó được anh? Yeah. Nó nhuyễn. Yeah. À nó mịn như bột đây rồi. Mịn như bột mà cái lá nhau nó quyện cùng với lại cái bột gạo luôn này. Nó quyện cùng cái bột gạo luôn này. Em thấy nó có cái vị đậm đậm hơn ngọt ngọt. Không biết là ngọt của gạo hay ngọt của lá? Lá thì gạo thì ngọt. À. Cái này nhưng mà còn tươi á. Lá tươi còn ngọt hơn. Ngọt hơn. Cái lá này là này thay cho bột ngọt mới mì chính đấy phải không? Hồi xưa đông bao có bột ngọt rồi. Ngày xưa không có bột ngọt thì người ta dùng cái lá này dã cùng gạo thôi nhá. Đây là nước gì? Vậy thì có gọi lá này là lá bột ngọt được không? Là cứ gọi lá nhau thôi. Lá nhau. Ừ. Mấy này dùng thêm nước gì nữa thì ngon à? Nước cho lấy từ cây gạo, từ cây gỗ gì? Cái ô non, như là cái chuối mà cái vỏ chuối. Cái vỏ chuối mà đi khô phải khô. Còn có cái món để cho món thêm ngon nữa là không có muối thì mình sẽ lấy cái lỗ ô non này. Ô non hoặc là cái vỏ chuối. Lấy cái lỗ ô non này. Mình đốt thành cho. Sau đó thì lấy nước cho. Lấy nước mình đổ vô. Lỗ ô non với lại cái vỏ chuối, đó. Vỏ chuối rừng, vỏ chuối sáp ạ. Sau đó các bạn phơi khô, các bạn giã cùng đúng không? Yeah. Vỏ chuối mình giã luôn cùng à? Không, cái đó mình đốt. À mình đốt. Đốt xong rồi mình bỏ trong ống rồi mình lóc lại. À đốt rồi lấy cho, rồi lấy nước cho của cái lỗ ô với lấy lại nước, vỏ. Lấy nước này này mình rồi rồi. Mình lấy nước cho của cái vỏ chuối và cái cây lỗ ô non thì sẽ nó sẽ mặn mà hơn. À, bây giờ nước bắt đầu sôi rồi. Dạ. Nước bắt đầu sôi rồi thì bây giờ sẽ hôm nay không có nước cho thì mình sẽ cho một tí muối vào. Cho một ít muối vào. Dạ. Rồi cho sườn vào nấu. Thịt bằm có được không? Được. Thịt xay cũng được đúng không? Cũng được. Ngày xưa mà người ta có cho xương mới cho thịt vào không? Có chứ. Có à? Thịt heo có chứ, thịt heo rồi hoặc là thịt gà. Thịt heo, thịt gà đều được. Con bồi bỏ ví dụ là bầu bí. Đừng
À, cái gạo giã xong thì mình cần phải tí nước, cho một ít nước vào để mình quẩy cho nó sệt sệt để tí nữa cho đỡ đỡ bị vón cục lại đúng không? Để tí mình thả vào cái bếp nước sôi là nó đỡ bị vón cục. Nguyên liệu để làm món canh bồi này thì gồm các cái thứ như là gạo ngâm rồi lá nhau, đây là lá nhau, đọt mướp. Có thể sử dụng một trong hai thứ đọt mướp hoặc là lá nhíp già, lá nhíp không già quá và không non quá, sườn lợn hoặc là thịt băm, bầu. Sau đó thì mình sẽ nấu sườn với lại mình đun nước sôi, sau đó mình nấu sườn với lại bầu trước. Gạo thì cũng phải được giã ra vào cuối như thế này. Khi mà sườn đã sôi rồi thì mình sẽ cho rau vào, cho bầu với lại cho đọt mướp vào. Đó, mình đảo cho nó chín cái rau đi. Chín rau rồi cho nó nhừ cái bầu ra một tí. Xong bỏ gạo, có ít nước quá không? Cho thêm nước kia nữa. Xong lúc nào nước sôi thì sôi lại thì mình sẽ đổ cái nước gạo vô. Là mình sẽ có một món ăn rất là dân dã nhưng mà lại đậm đà hương vị của núi rừng. Đọt mướp rừng, bầu bí, đọt mướp và bầu bí được trồng bên rẫy. Gạo nếp lương, gạo tẻ bình thường nhá nhỉ, gạo tẻ bình thường, gạo tẻ, lá nhau là một trong cái lá đặc trưng ở núi rừng Bù Gia Mập và nó tạo lên thương hiệu cho món canh bồi. Lá nhau là cái lá không thể thiếu trong món canh bồi đúng không ạ? Không có đó là không ngon, không có cái lá nhau thì không ngon và không ngọt. Rồi bây giờ nước mới nãy rau cũng sôi được khoảng 5 phút rồi ạ. Mình tiếp tục mình cho cái gạo đã được giã cùng với lại lá nhau trộn với lại một ít nước mình sẽ đổ vô nhá. Các bạn nhớ là phải quậy với nước trước, không là mình cho gạo trực tiếp và nó sẽ vón thành các cái cục, nó sẽ không mịn. Đặc quá anh. Đặc quá. Nó sẽ dạng như cháo đúng không? Món này đi rừng mình chế biến món này thì sẽ rất là ngon. Được rồi. Cái gạo không cho nốt vào. Không. Sợ nó đặc quá. Đặc quá như vậy ăn nó dở lắm. Mình lọc lấy nguyên cái phần nước thôi đúng không? Lọc phần nước thôi. Lọc nguyên cái phần nước thôi. Kiên chút mà ra cục nó không ngon. Đặc quá rồi. Cái món canh bồi này sẽ có vị thơm của rau mướp rừng, mướp rẫy, bầu mướp và bầu rẫy. Sẽ có vị ngọt với lại bùi của gạo và lá nhau. Có cái vị ngọt từ thịt, ngọt từ xương sườn. Rất là thơm, rất là hấp dẫn. Mình có cho ớt vào không anh? Nãy mình giã chung luôn rồi. Ớt là mình giã cùng với lại cái gạo luôn để cho nó hòa quyện vào luôn. Có vị cay cay của ớt rừng. Tí nữa thì mời các bạn
thưởng thức cái món một trong những cái món cũng mình là để món mình ra mùi ớt á, mình ăn mùi ớt mà ngon. Dạ. Không ăn cùng ăn cùng mùi ớt cũng được đúng không? Mùi ớt là nó ngon hơn. Dạ. Không cần giả. Vậy tí mình sẽ giã muối ớt mình ăn cùng cũng được. Dạ. Thơm hơn. Một trong những cái món truyền thống cũng như món canh thục thì món canh bồi của người Stiêng cũng và người Mơ Nông cũng là một trong cái món ăn truyền thống của người đồng bào dân tộc tại đây. Mời các bạn cùng thưởng thức với lại chúng tôi. Thì mình sẽ đun sôi khoảng gạo nó cũng nở ra rồi vùng đất Bù Gia Mập của chúng tôi để thưởng thức những cái món nữa. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn.